Anh Sâm Khác xin kính chào quý vị khán giả. Thưa quý vị, đối với một người đàn ông mà nói thì khí chất là vô cùng quan trọng. Nó không chỉ thể hiện trí tuệ, mức độ tu dưỡng, cách đối nhân xử thế mà còn phân biệt họ với người khác. Một người đàn ông có thể gánh vác được gia đình, gây dựng được sự nghiệp lớn thì không thể là người khuyết thiếu khí chất. Khí chất của một người là khí phách, những gì biểu hiện ra ngoài của nội tâm là sức mạnh vô hình toát ra từ tố chất của người ấy. Nó đòi hỏi phải trải qua rèn luyện, tích lũy dần trong cuộc sống hàng ngày mà có được. Và một người đàn ông có khí chất hay không, có khí phách hay không thì chỉ cần nhìn vào 6 điều sau đây là có thể biết. Quý vị hãy ấn đăng ký theo dõi để có thể theo dõi được nhiều hơn clip của chúng tôi và đừng quên chia sẻ quý vị nhé. Đàn ông chất hay không, nhìn 6 điểm này là biết. Thứ nhất, nhẫn nhịn, điềm tĩnh. Có người nói rằng bản chất của mọi đau khổ là sự phẫn nộ đối với sự vô dụng của bản thân. Một người trong lòng mạnh mẽ sẽ không bị ảnh hưởng bởi thế giới bên ngoài, đánh mất bản thân và lý trí. Đứng trước khó khăn, vấn đề đầu tiên mà họ nghĩ tới là làm thế nào để giải quyết chứ không phải tức giận và trách mắng người khác. Muốn trở thành người có khí phách thì trước tiên phải có tâm nhẫn nhịn, giữ được sự điềm tĩnh và vững vàng trong tâm. Trong cuộc sống, người có khí phách không dễ dàng tùy tiện để lộ cảm xúc của bản thân, cũng không bộc phát làm tổn thương người khác. Một người đàn ông có bản lĩnh sẽ không đổ lỗi cho mọi người và mọi thứ xung quanh. Thay vào đó, họ chỉ biết tìm nguyên nhân từ chính mình và tự nhủ một lời thề rằng lần sau sẽ làm tốt hơn. Họ cũng không tùy tiện than phiền về khó khăn và cảnh ngộ của mình. Trước khi hỏi ý kiến người khác về một chuyện gì đó, trước tiên họ phải biết suy nghĩ thấu đáo. Một người đàn ông có bản lĩnh sẽ không đổ lỗi cho mọi người và mọi thứ xung quanh. Thay vào đó, họ chỉ biết tìm nguyên nhân từ chính mình và tự nhủ một lời thề rằng lần sau sẽ làm tốt hơn. Đặc biệt, người đàn ông có khí phách thường không phàn nàn hay cằn nhằn với người khác về sự bất mãn của mình, ngay cả với bạn bè và người thân. Họ hiểu rằng một người đàn ông cần phải nhẫn được cả những điều mà người khác khó nhẫn, tiếp nhận được cả những điều người khác khó chấp nhận. Khi có chuyện quan trọng liên quan đến lợi ích của nhiều người, họ luôn cố gắng bàn bạc với tập thể rồi mới đưa ra quyết định. Đây là những cách hành xử của một người có khí phách. Thứ hai, khoan dung đại lượng. Một người đàn ông được xem là có khí phách hơn người không thể là người hẹp hòi, có tấm lòng nhỏ mọn, mà phải là người có tấm lòng khoan dung đại lượng. Người ấy không bao giờ vì sự đố kỵ hay lợi ích của bản thân mình mà biến bạn thành đối thủ của mình. Trái lại, họ có thể biến kẻ thù thành bạn. Cổ nhân có nói rằng, nhân vô thập toàn, ai cũng có lỗi lầm. Cho nên, với những sai lầm nhỏ của người khác thì không nên truy cứu đến cùng. Có thể bỏ qua được thì sớm bỏ qua, tâm thái mới nhẹ nhàng được. Không được có ý ngạo mạn và coi mình là trung tâm là quan trọng nhất. Thứ ba, can đảm, dám chịu trách nhiệm. Một người đàn ông có khí phách phải là người can đảm, không dễ dàng từ bỏ việc mình đang làm. Khi tranh luận với người khác, cần phải có ý kiến riêng của mình. Làm bất cứ việc gì cũng phải chú tâm làm hết khả năng của mình, dám chịu trách nhiệm với việc mình làm. Bậc quân tử khi gặp người tài đức sẽ cố gắng học hỏi để trở thành người như họ, không có gì phải sợ hãi, luôn duy trì nhân cách và lòng tự trọng của bản thân mình. Thứ tư, khiêm nhường. Người xưa có câu, đất thấp thành biển, người thấp thành vua. Trong thế giới bao la rộng lớn này, trên trời có trời, trên người có người, ai biết được ai sẽ trở thành thiên hạ số một. Con người sống ở đời chỉ khi hạ thấp thái độ mới có thể đi lâu và đi xa. Cuộc sống hạnh phúc mới bắt đầu với tay chào đón bạn. Khiêm tốn không phải là tự ti, cũng không phải là mềm yếu, vô dụng và trốn tránh, mà đó là ve sầu lột xác trong sự thức tỉnh, trí tuệ trong sự ngu si. Khí phách là một dạng khiêm nhường. Người có khí phách hơn người dù tài hoa nhưng vẫn khiêm nhường, nguyện ý ở thấp hơn người khác. Trái lại, những người ít học, khuyết thiếu tài năng thường hay khoe khoang thể hiện bản thân. Cổ nhân nói, trong ba người cùng đi,
ắt sẽ có người là thầy của ta, cho nên không nên xem thường người khác, nên nhìn người khác để thấy hạn chế mình, không sùng bái bất kỳ ai, nhưng luôn học hỏi những điểm mạnh của người khác. Một người đàn ông hay bộc lộ tài năng sẽ ngày càng tự cao tự đại, hay lên mặt nạt người, coi trời bằng vung, nên rất dễ phạm phải những sai lầm chí mạng, dễ khiến người khác có suy nghĩ cảnh giác, ghét bỏ và thậm chí là hủy diệt. Dù huy hoàng trong phút chốc, nhưng ắt sẽ gặp đại họa lâu dài. Còn một người đàn ông có bản lĩnh thực sự thì luôn biết cách giấu tài, khiêm tốn, học hỏi người khác, luôn giữ đầu óc tỉnh táo và bình tĩnh, luôn nhận được sự giúp đỡ và ủng hộ của người khác ở mức độ cao nhất. Mỗi bước đi một dấu chân, tiến tới thành công một cách vững vàng. Những người đàn ông càng không có bản lĩnh sẽ càng kiêu ngạo, luôn nghĩ mình cái gì cũng biết, cái gì cũng làm được. Còn một người đàn ông thực sự có bản lĩnh sẽ biết thế giới rộng lớn như thế nào, luôn khiêm tốn trước người khác, làm việc cũng rất nhún nhường, không bảo thủ, luôn không ngừng học hỏi để nâng cao bản thân. Thứ năm, thận trọng, tỉ mỉ. Một người đàn ông có khí phách còn cần phải có tính cách thận trọng, tỉ mỉ. Cổ nhân nói, không nên tiểu tiết mới thành được đại sự. Rất nhiều khi, việc đại sự không thành chỉ vì một chi tiết rất nhỏ. Để tu dưỡng đức tính cẩn thận, thận trọng, cần phải biết suy nghĩ về mối quan hệ nhân quả của những sự việc xảy ra xung quanh. Với những vấn đề bản thân không làm được, cần tìm ra nguyên nhân căn bản. Với phương pháp làm việc quen thuộc, cần phải có sự cải tiến. Làm việc gì cũng phải hình thành thói quen, làm theo trình tự trước sau. Lúc nào cũng phải bù đắp, sửa chữa những thiếu sót của bản thân mình. Thứ sáu, chân thành, giữ chữ tín. Khổng Tử có câu, nhân nhi vô tín, bất chi kỳ khả dã. Ý chỉ người mà không biết giữ chữ tín sẽ không thể thành người được. Không thành tất bại, không tín tất gặp họa. Thắng nhỏ nhờ trí tuệ, thắng lớn nhờ đạo đức. Thành tín là bản mặt của một người đàn ông trưởng thành, muốn có chỗ đứng trong xã hội, nhất định phải thành tín và nói lời giữ lời. Một người đàn ông thực sự có bản lĩnh sẽ không bao giờ thất hứa. Những chuyện đã hứa với người khác nhất định sẽ làm được. Nợ tiền người khác nhất định sẽ nhanh chóng trả lại. Không lừa gạt, nói lời, giữ chữ tín và trọng chữ tín. Đối với bất kỳ ai, tấm lòng chân thành là rất quan trọng. Người đàn ông có khí phách hiểu được rằng những việc không làm được thì không tùy tiện hứa hẹn, tùy tiện nói suông, mà đã nói ra rồi thì phải nỗ lực làm đến cùng. Thành thực là nguyên tắc cơ bản của làm người, cũng là cái gốc để có được sự tín nhiệm từ người khác. Những người nói thao thao bất tuyệt mà không giữ lời, dẫu có thể lừa gạt người khác, thậm chí nhất thời đắc ý, nhưng tuyệt đối chẳng thể bền lâu được, càng không thể nói đó là người có khí phách được. Đàn ông khi bắt đầu đặt chân vào xã hội, kết giao và quen biết bạn bè, mở rộng các mối quan hệ, thì sự tự tin trong các cuộc trò chuyện và thái độ không ngừng trau dồi bản thân sẽ là cách tốt nhất để chinh phục người khác. Đó là con đường chứng minh đẳng cấp và trình độ của chính mình. Vậy làm thế nào để nâng cao đẳng cấp của bản thân? Đối với đàn ông, họ cần những điều sau đây. Thứ nhất, dành nhiều thời gian hơn cho vợ con. Thành công lớn nhất của một người đàn ông là quản lý tốt một gia đình. Nếu chính gia đình và hôn nhân của bạn còn không được quản lý tốt, thì chẳng còn điều gì quan trọng nữa. Thứ hai, đừng bao giờ dính tới các vấn đề ngoài hôn nhân. Ngay cả con cái cũng có rồi. Nếu bạn còn dính vào những mối tình vụng trộm ngoài luồng, thì thứ bạn mất đi không chỉ là một người vợ, mà còn là cả gia đình, danh dự và nhiều mối quan hệ xã hội khác. Cuối cùng, người chịu thiệt chỉ có chính bạn mà thôi. Thứ ba, phải có ít nhất một người bạn tốt thực sự, tràn đầy năng lượng tích cực. Ngoài vợ con ra, bạn cũng cần có người anh em chân thành, dám đồng cam cộng khổ, hoạn nạn có nhau. Điều này vô cùng quan trọng, vì khi gặp khó khăn hay thất bát, bạn không muốn mở lời với người thân, sợ họ lo lắng, thì chính những người bạn tốt sẽ là nhân tố kề vai sát cánh, kéo bạn đứng lên, cho bạn thêm động lực để bước tiếp. Thứ tư, chỉ nên có trong tủ đồ vài bộ quần áo trang trọng mà thôi.
Hãy để lại không gian và những bộ quần áo rực rỡ cho bạn đời của mình thêm phần xinh đẹp. Thứ năm, đừng đặt quá nhiều chú ý tới đánh giá của người khác về mình. Trong cuộc sống sẽ luôn có người ngưỡng mộ bạn, cũng có kẻ ganh ghét và tị nạnh với bạn. Đừng quan tâm tới họ vì đó không phải là điều quá quan trọng. Họ chỉ là người ngoài, không đem lại ảnh hưởng gì lớn lao. Bạn chỉ nên sống vì chính mình, vì người thân, vì lý tưởng và đam mê, cũng như vì xã hội. Thứ sáu, đừng cho bản thân cơ hội mắc sai lầm trên người phụ nữ. Nếu có tham gia tiệc tùng hoặc vui chơi, đừng dại dột đến nỗi để lại danh thiếp hay số điện thoại của mình cho phái nữ khi bạn đã có gia đình. Thứ bảy, hút thuốc ít hơn, tốt nhất là nên bỏ. Nếu bạn không biết cách hút thuốc, tốt nhất là đừng bao giờ nên học. 40 tuổi là thời kỳ các bệnh bắt đầu gõ cửa, đặc biệt là những căn bệnh mãn tính và nan y đáng sợ, chẳng hạn như ung thư, tiểu đường, suy gan, suy thận. Hãy dùng thời kỳ 30 tuổi để chú trọng dưỡng sinh, kéo dài tuổi thọ, xây dựng nền tảng đối mặt với tương lai phía trước. Thứ 8, ít sử dụng đồ uống có cồn hơn. Nếu không phải vì mục đích kinh doanh, làm ăn buôn bán, thì nên hạn chế tới những nơi tiệc tùng, nhậu nhẹt hay là quán bar, quán rượu. Chủ động ít sử dụng các loại rượu bia vì rất nhiều người cần bạn ở bên cạnh. Thứ 9, đối xử với lời khen từ bạn bè giống như nước hoa. Nước hoa dù đắt tiền đến đâu cũng chỉ tự ngửi là có thể cảm nhận được. Không cần khoe khoang, tự nói bản thân mình giỏi giang đến đâu, vì như vậy chỉ làm hại chính mình. Thứ 10, hạn chế cư xử tồi tệ với bạn đời trước mặt còn trẻ. Nên tránh tranh cãi, chỉ trích và thượng cẳng chân hạ cẳng tay với vợ mình trước mặt con cái. Như vậy, trẻ con sẽ mô phỏng hành vi và lời nói không hay của bạn như một thói quen, hoặc để lại tổn thương tâm lý, đánh mất niềm tin vào hôn nhân và tình yêu con người.